Để phục hồi và phát triển du lịch năm 2022, ngoài việc triển khai mạnh mẽ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, tỉnh Hà Giang đã ban hành chương trình kích cầu du lịch với chủ đề Hà Giang an toàn, bản sắc và thân thiện. Cùng với đó là rất nhiều các hoạt động nhằm thu hút khách du lịch sau đại dịch. Thì chúng tôi đã tổ chức đi khảo sát điền dã và đánh giá toàn bộ lại các cái điểm đến du lịch và các cái làng văn hóa du lịch cộng đồng, những cái dịch vụ du lịch, các cái công ty, đơn vị lữ hành đều chuẩn bị tốt cho các cái hoạt động du lịch trở lại. Với những giải pháp đồng bộ từ quảng bá, tổ chức đến cách quản lý hoạt động du lịch đã khởi sắc trở lại và tăng trưởng mạnh mẽ. 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 1,1 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 73% kế hoạch năm 2022. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 2.200 tỷ đồng. Hà Giang là một trong những cái giấc mơ của tôi và hôm nay tôi được có mặt ở đây. Và khi tôi đến với lại Hà Giang thì tôi thấy là con người rất là cởi mở, luôn niềm nở. Và khi tôi đến đây thì thực sự đã thỏa mãn cái niềm mơ ước của tôi bấy lâu nay. Các địa phương, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng liên tục tạo ra các chương trình mới, các sản phẩm du lịch mới phù hợp với xu hướng du lịch sau đại dịch như du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng gắn với chăm sóc sức khỏe. Sự phục hồi của du lịch đã mang lại cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn lượt lao động cả trực tiếp và gián tiếp. Hàng ngày là cái lượng khách, nếu mà như ở đây chúng tôi thì thôn Hạ Thành đây là khách đi vào là cũng tương đối, có thể hàng, nếu mà ngày cao điểm có thể hàng trăm lượt. Tiếp tục duy trì tốc độ phục hồi của du lịch theo hướng tăng lượng du khách và tăng doanh thu sẽ là cơ sở để khẳng định vai trò, đóng góp của du lịch trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.